Hello, chào các bạn. Nay mình xin dẫn cho các bạn này. Đó, các bạn lát lát nghe rung rung kêu kêu nha. Đó. Đó là nguyên nhân. Nguyên nhân của hộp kéo giấy, hộp đăng giấy của dòng máy Toshiba. Thì đây là cái này là cái nâng giấy dưới, nâng giấy thùng phía dưới cùng. Còn đây là nâng giấy của khay tây là khay nhỏ. Đó, còn đây là cái khay lớn của dòng Toshiba. Thì nguyên nhân vì sao nó không nâng giấy lên được mà nó tạo ra tiếng kêu cạch 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 cạch, nói chung là nó kêu như gỗ cực đấy. Đó, thì đây nguyên nhân nó nằm ở cái cụm này. Thì các bạn sẽ tháo như thế nào, thì ở phía sau của cái máy, ở phía sau lưng của cái máy Toshiba đó, phía sau lưng của máy Toshiba đó, thì cái phía sau lưng á thì chúng ta sẽ mở cái nắp ra và chúng ta cái nằm ở phía dưới chúng ta sẽ tháo được hai cái cụm này ra. Cần có những con ốc này, đó, chúng ta vẹn ốc ra rồi, nó có ba ốc này, chúng ta sẽ lấy được cái hộp dưới và rút luôn cái dây điện ra. Còn cái hộp đây á, thì nó sẽ có mấy ốc đây, chúng ta tháo thôi, chúng ta chỉ cần thò tay vô vẹn vít và tháo ra lấy ra. Nói chung nó cũng đơn giản. Thì cái nguyên nhân nâng giấy lên ít thì được, lâu lâu nó bị kêu, nó kêu tiếng cạch, nâng giấy khó, thì chúng ta sẽ tháo ra. Thì đây mình sẽ tháo ra. Thì đây tiến hành mở ra, chúng ta sẽ để úp xuống cho hai cái này nằm phía đây. Chúng ta sẽ nó có mấy cái lãi này, chúng ta để ý mấy cái lãi này. Đó. Ta thối nhẹ nhẹ thôi nhé, vì cái lãi nó dễ gãi. Đây. Nó đã bung rồi và chúng ta tháo ra. Thì nguyên nhân cái này ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm. Đó, này, chúng ta sẽ đi tìm nhé. Chúng ta sẽ rút từng bộ phận ra. Thì đây nó không bị nè. Chúng ta sẽ kiểm tra nè. Nhầm nó có bị gãy hay không? Không bị nè. Đó. Đây, cũng không bị. Đây. Nguyên nhân nó nằm ở đây. Cái trục đây nó đã bị gãy. Đó. Thì cái trục đây nó gãy nè, trục đây nó gãy, nó lồm cho con nhông này lắc ra, nó lồm cho con nhông này lại ra nè. Đó, cái trục đây là nó mục đích là nó để giữ con nhông như thế này, mà giờ nó gãy ra thì con nhông nó bị tuột ra ngoài và nó không nâng giấy được và nó tạo ra tiếng kêu. Thì đây nó bị gãy chỗ này nhé. Khó bên này luôn, tương tự cho con xem đây nè, kiểu nó giống như thế này. À, nằm xong này chị. Đây nè, các bạn nhìn thấy cái chốc đây không? Cái chốc này nó gãy mất. À, chốc này nó gãy mất. Chốc này là còn, thì chúng ta chỉ cần dán keo lại. Chúng ta có thể dùng keo 502, dùng keo 502 và dán lại. À đây, tôi chỉ cần dùng keo, dùng keo 502 thôi. Đó, thì đây mình đã dùng keo 502, keo 502 đã dán lại và mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách tại vì sao để cái lỗ như thế này. Cái lỗ này không có cái tác dụng gì hết, chúng ta sẽ đổ cót vào. Đó, tại vì sao phải đổ cót vào? Thì nó bị hiện tại là nó đã bị bể, thì nó sẽ dẫn đến yếu. Chúng ta sẽ đổ cót lắp đài vào. Cái lỗ nó không có tác dụng gì hết, nên chúng ta sẽ đổ cót lắp đài vào. Và chúng ta sẽ dán lại. Cái đồ bay như rất là tốt, bọn để ý cho mình. Đây là cái mẹo khi chúng ta không có đồ thai. Đó, tôi dùng cây nắm hay con đổ vào thôi.
à, chúng ta sẽ đợi cho mình dọn cho nó khô lại. Thì đó là cái mẹo, nếu mà các bạn không có thay thế thì các bạn dùng đũa cắt vào cho bít cái lỗ đó lại, và chúng ta đũa dán keo lại thì nó sẽ liên kết được cái keo cót đó với lại cái trục đó, trục vào cho nó cứng đó. Thì đó là cách để mình hướng dẫn cho các bạn đợi cho nó khô xong rồi mình lắp vào thôi đó. Như vậy là nó đã khô lại thì nó sẽ giúp được cái trục đây chắc thêm và cứng thêm. Nếu mà các bạn sợ trục đây gãy luôn thì bọn này lắp cót vào, các bạn tiếp tục dán keo luôn thì đảm bảo các bạn trục đây nó sẽ là bền, nó sẽ là khó bị gãy hơn đó. Thì chúng ta tiếp tục tiến hành gắn vào thôi. Như vậy là đã xong. Thì như vậy là đã xong cái hộp thay sữa cắt chế lại cái hộp đây đó. Tiếp tục hộp đi là mình sẽ lại khải ra luôn cho các bạn xem luôn. Thì nếu mà khải được cái hộp này đó là các bạn phải rút được cái chốc này ra nhé. Thì muốn được rút được cái chốc này ra, trong này nó có một cái lãi này, phía trong đây nó có một cái lãi này để giữ lại, thì chúng ta phải bật cái lại đó ra chúng ta mới rút được cái thanh này ra được. Thì chúng ta sẽ tiến hành tháo ra cũng y tương tự là như vậy, chúng ta thay thế thôi. Thì mình hướng dẫn cái đó cũng như cái này thôi. Nếu mà các bạn bị tua con nhông nào thì các bạn thay thế nhông đó thôi. Là cách để cho bạn xử lý cái hộp nâng giái vì sao nó bị lỗi và không nâng giái được. Thì đó là cách phải tìm ra nguyên nhân. Giờ là nó thấy kêu và nó cũng chả có tiếng động gì, thì nó đã ổn định thì nâng giái nó sẽ nâng lại bình thường. Đó. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý cái hộp nâng giái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh, đăng ký kênh, chia sẻ để có nhiều video mới. Nhớ nhấn chuông để mình có nhiều động lực tạo video mới cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau.